Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Hoa Kiểng Bến Tre của mình một buổi chiều ha. Đây là cái khu vườn vạn thọ của mình nè mọi người. Hôm nay thì cũng đã tới cử tưới phân cho vạn thọ rồi, nhưng mà mình lại đuối quá ha, cho nên là khất tiếp ngày mai mới có tưới được. Với 170 chậu vạn thọ, chậu 4 tấc, cây phát triển như trong hình ha, thì mình sẽ đi 1 kg phân. Phân ở đây là phân 20-20-15 kết hợp với rừng rệ ha. Thường thường thì 4 đến 5 ngày mình mới tưới một lần. Đó. Tưới tới khi nào mà cây xuất vườn thì thôi. Đó, mình cố gắng làm sao mà tưới phân định kỳ đều đặn cho cây để cây nó có thêm chất dinh dưỡng, nuôi bông cho được tốt, nuôi lá cho được xanh ha. Đó. Mọi người có thể thấy ha. Vần thỏ thì bây giờ thì bung ra khá là rực rỡ rồi. Chỉ có một vài chậu thì búp búp thôi, còn đa phần thì đã bung cánh ra phân nửa như thế này. Vạn thỏ này là cái giống F1 Sài Gòn 21 nha mọi người. Cái này là màu cam. Một cái chậu nhẹ hều này mọi người. Bình thường thì một ngày như vậy thì mình sẽ tưới nước cho vạn thỏ 2 lần. Sáng sớm một lần và sau khi làm video này xong là tưới tiếp một lần nữa này mọi người. Đó, nó rất là nhẹ rồi. Để tưới cho cây đủ nước thì bông nó cũng chậm lại một chút. Đó, mọi người thấy không? Có một số cái chậu vần thổ của mình nó vàng rực. Chậu này là chậu 4 tấc nha mọi người. Một chậu như vậy thì mình vô 6 cây cũng có ha, 7 cũng có, 8 cũng có. Tuy nhiên thì mình rút kinh nghiệm, sang năm nếu mà mình làm chậu 4 này á thì mình sẽ vô 8 cây hết để cho cây tàn cho nó được bự, bông cho nó được nhiều hơn. Năm đầu tiên mình làm cho nên là cũng thử nghiệm nhiều ha. Mình thấy 8 cây rồi. 8 cây này mọi người. Quá trời là tuyệt vời luôn ha. Bông mới chỉ xé có một nửa thôi mà nhìn cái chậu bông thì nó đã vàng rực hết rồi. Cái này mà xé hết cái cánh ra ha thì nó còn bự nữa. Đây, cái chậu này nè mọi người. Cái bông này chứ nó đã to như thế này rồi. Nhưng mà nhị nó còn rất là nhiều nha. Đó. Vận thọ thì khi mà cây nó xé cánh ra hết ha thì nó vẫn tươi và vẫn đẹp. Đó. Chứ đâu phải là xé cánh ra hết là tàn liền đâu. Cho nên mọi người chăm sóc thì vận thọ á, cái giai đoạn mà cây nó xé cánh như thế này thì mình chỉ tưới ở dưới gốc thôi, không có tưới ở trên đầu bông đâu. Tưới ở trên đầu bông là nước nó đọng lại, ở trên này là nó hư bông. Đấy. Không biết chỗ mọi người thì như thế nào, chứ ở chỗ mình hiện tại thì lái đi thu mua bông khá nhiều, đi dò giá cũng có, đi xem tình hình cũng có, và cũng bắt đầu chuyển hàng đi một số rồi ha. Bình thường á thì khi mà lái đi vô vườn đó mọi người, thời điểm hiện tại ha, bông cỡ như thế này nè thì người ta mới đồng ý này, mới xem và chốt. Còn nếu như bông mà búp búp như thế này là chê nè mọi người. Đó, bung búp như thế này là người ta chê, người ta không có mua cái loại bông này đâu, chưa có mua. Mà thời điểm bây giờ mà chưa mua thì biết khi nào mua đúng không? Thì có phải là bông tệ lắm thì cũng phải ra như thế này, như thế này ha. Thì người ta mới cọc nè. Đó. Thì cũng tùy chỗ thôi, cũng tùy lãi thôi. Nhưng mà ở chỗ mình là như vậy đó. Đi vô là cứ muốn những cái bông như thế này thôi. Đấy. Bông của mình thì cũng khá là đẹp, khá là rực rỡ ha. Rồi nói đến cái chuyện chăm sóc vạn thọ. Thì về chăm sóc cây nè, phân thuốc cho cây, cộng với các xịt thuốc ngừa bệnh này kia nọ hết ha. Thì trong kênh của mình nó có video đầy đủ hết rồi. Từ khi mà mình ươm con giống này, tới lúc ra con ha, rồi là vô chậu á, thì mình đều làm video hết. Giá thể cũng có luôn, mọi người có thể vào trong đó tham khảo. Tưới phân á, thì định kỳ thì 4 đến 5 ngày mình tưới một lần. Nhưng mà giai đoạn này do hơi mệt cho nên có thể kéo dài đến 5 đến 6 ngày. Đó. Nhưng mà mình cũng không có nên kéo dài quá. Mình nên cố gắng tưới định kỳ để cho cây của mình nó phát triển cho được tốt, bông nó cho được to, hoa nó thắm hơn. Còn về xịt thuốc á mọi người, đặc biệt là xịt thuốc sâu, thuốc bệnh, thuốc ngừa héo xanh ha, thì mình phải xịt thuốc định kỳ, cố gắng. Tại vì á, thuốc mà trễ đi một cử á, là nó ảnh hưởng gần như là trực tiếp luôn đó mọi người. Nó sâu nó nhanh lắm và bệnh nó cũng nhanh lắm. Nó tấn công cây bông của mình á, một đêm đó, sáng mai mình ra là mình thấy nó xấu hơn. Cho nên là chiều nay á, thì nhà mình sẽ xịt thuốc bệnh cho cây. Đó, mọi người thấy không? Bên cạnh những cái chậu mà
nó nở to rồi ha. Thì cũng có một số chậu nó còn búp búp. Đấy, chậu này cũng búp nhiều này. Vườn họ nhà mình chăm cũng kỹ lắm. Nói chung là phân thuốc cũng khá đều, xịt thuốc cũng đều, nhưng mà cái một số chậu ha, nó cũng có bị điếc bông đó mọi người. Đó, điếc một số. Tàn thì nó bự ha. Cái này thì chưa đâu, phải tầm 5 ngày nữa cơ. 5 ngày khi mà những cái bông này nó bung hết, nó bung tai ra mạnh hơn nữa thì mình quay lên nhá, nhìn mới rực rỡ. Mà đó cũng là cái thời điểm cây nó xuất vườn rồi. Chứ bây giờ thì bung chưa hết. Bung còn búp búp hà. Đấy, mọi người thấy không? Ở trong này này, cây nhị nó còn to lắm. Cái nụ của mình nó to, cho nên cái bông của mình nó lại rất là to luôn. Đấy, cái nụ này. Cái tay nó hơi dơ. Hôm nay đang lại lá mai. Lại từ sáng tới giờ mới được nửa vườn đó mọi người. Tranh thủ làm cái video để vô nghỉ. Đấy, mọi người thấy không? Một chậu 4 tấc. Đó, mà cái tàn bông này, cái tàn này bằng cái chậu 5, chậu 6 luôn á. Thì cái này thì cũng do hên thôi, chẳng phải là khoe khoang gì đâu. Nhiều khi mình làm bông cũng hên lắm mọi người. Mình đi ra con giống á, mà cây giã thể của mình tốt, cây cây của mình nó phát triển mạnh á, nó bắt được cái phân á, thì nó phát nhanh lắm nha. Và cái tàn của mình thì nghiệm nhiên nó cũng sẽ bự lên nhiều. Đó, đó mọi người thấy không? Còn cái này thì còn búp búp ha. Cùng một người chăm sóc này, phân thuốc cùng như nhau, nhưng mà cũng có một số ha, chậu thì nó búp và một số chậu thì nó nở bung. Đấy mọi người thấy không? Cái nụ này, nụ cực kỳ to luôn. À, ngày hôm qua thì mình cũng xuất vườn được một số rồi. Như vậy là thấy cũng mừng rồi đó mọi người. Làm bông làm hoa ha, mà tới lúc mà xuất vườn được cái là thấy mừng trong người. À, ở chỗ mình thì cũng xuất lai lai rồi. Nói chung ngày bông hoa thì mình làm đẹp ok ha, giá mềm mềm thì cũng dễ xuất. Đây, quay tiếp tục cho mọi người xem này. Từ đầu vườn tới cuối vườn luôn. Những cái chậu này thì bông rất là nhiều luôn ha. Cái chỗ mà mình quay đây này mọi người, cái chỗ này nó bị điếc ngay một cái nụ ở đó kia. Cho nên là chăm sóc cái vườn họ á, người ta phải xịt thuốc thường lắm. Đặc biệt là thuốc ở bò trị với thuốc sâu ha. Trị đi một ngày, hai ngày thôi là cái số lượng nụ của mình cũng hao hụt theo đó mọi người. Như ở cái khu vực bên này này, bông này rất là đặc luôn. Rất là đẹp, rất là đều ha. Còn ở đây, điếc một nụ ấy, quay lên cái là nhìn nó trống lộng liền. Đó, nó làm cái chậu bông của mình nó xấu liền. Đó, nhà mình thì xịt thuốc sâu á, xúc bệnh thì cũng 4 đến 5 ngày xịt một lần. Bỏ trì có khi là 4 ngày đó mọi người. Đó, thời tiết năm nay nó nắng nhiều, cho nên là cũng bớt sâu bệnh hơn. Chứ nếu mà mưa là mình phải dày cử lại đó. Còn cái ông hàng xóm của nhà mình thì 3 ngày là xịt một lần. Đó, tùy mọi người, tùy vào cái cách làm, tùy vào con mắt mình nhìn cái bông hoa của mình nó như thế nào mà mình điều chỉnh ha. Làm sao mà tính toán làm sao ha, mà cây của mình á, nó tốn ít chi phí nhất, mà nó đẹp mà mình bán được giá cao nhất ha. Làm cái gì cũng phải tính mọi người, đặc biệt là làm vườn. Đó, làm vườn mà làm số lượng nhiều á, người ta phải tính toán kỹ hơn nữa. Tại vì ra công là tốn tiền, ra công là tốn tiền và hao sức nữa. Đấy, toàn cảnh khu vườn này mọi người, nay cũng gần 6 giờ chiều rồi. Mình tranh thủ mình làm cái video ha. Đấy, cái tàn thì bự ha, bông thì khá đẹp. Sang năm thì mình cũng tiếp tục làm vườn thọ. Nói chung thì vườn thọ năm nào mình cũng làm hết, nhưng mà làm số lượng không có lớn, 200-300 chậu thôi. Trong vườn thì cũng còn khá nhiều bông. Đấy, mọi người thấy không? Quay tầm chiều tối tối rồi, cho nên là những cái lá nó đậm cái màu lại chút, còn cái sắc màu cam thì nó ánh lên rực rỡ hơn. Rồi, hiện tại thì mình đang đứng ở khu vườn của mình là ở xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nhé mọi người. Nếu mọi người có muốn mua bông để bán Tết hoặc là trưng vườn ha, trưng nhà chứ, trưng nhà thì có thể ghé mua. Dạ, dụ như mình có thể đi du lịch, đi công chuyện gì đó, ghé ngang qua Bến Tre mình mua. Hàng này thì mình chỉ bán ở vườn thôi, không có ship. Có nhiều người cứ mấy nay mình đăng video á, cũng có hỏi mình có ship bông không. Bông này rồi là bông màu gà rồi các loại ha, ớt đồ này kia. Nhưng mà mình không có ship mọi người ơi. Này nó mềm lắm, đi mà gặp mấy shipper ship cây này cũng sợ luôn. Đấy, cho nên là chỉ bán tại vườn ha. Nếu mà mình có dịp á, mình về Bến Tre á,
Đợt này nó đẹp mà rực rỡ lắm mọi người. Bông hoa thì rất là nhiều ha. Mấy nay có rất nhiều người tới chụp hình. Đây mình quay cho mọi người xem này, ở trên lộ này. Đó, có một đôi chim cu cũng đang chụp hình ở trên đó đó. Hôm nay nhiều lắm. Có mấy người ở các đài khác á, đi sang bên khu vườn hàng xóm á, cũng quay phải lấy cam rồi chụp hình rồi làm báo nhiều lắm. Cái dịp này thì chỉ rộ lên tầm 10 ngày thôi, 10 đến 15 ngày thôi. Chứ 10 ngày sau nữa thì trống lơ à. Rồi, video của mình tới đây là kết thúc rồi nha mọi người. Cảm ơn là mọi người đã quan tâm theo dõi ha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bye.